Audio Hà Nội TV rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Bên cạnh các thiết bị chủ chốt như loa, âm ly, CD thường được người chơi đầu tư một cách xứng đáng thì vấn đề nguồn điện lại thường bị bỏ qua. Điều này dẫn đến âm thanh bị ồn nhiễu và hạn chế khá nhiều. Thậm chí, kể cả việc nâng cấp thiết bị cũng không giúp giải quyết được vấn đề này. Trong số này, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một sản phẩm được khuyên dùng bởi những người chơi âm thanh trên thế giới cũng bởi chất lượng tuyệt vời của nó. Đó là ổ cắm lọc nhiễu AudioQuest Niagara 1000. Nào, hãy cùng đến với kỹ thuật viên của chương trình. Chào các bạn, khởi đầu mọi âm thanh nghe từ bộ dàn đều từ nguồn cấp điện. Đối với những audio file gạo cội thì điện là một vấn đề rất quan trọng, nhất là khi bạn sở hữu một bộ dàn âm thanh đắt tiền. Khi bạn có một nguồn điện tốt thì bạn có thể nghe được những thay đổi về âm thanh trên bộ dàn khi thay những thiết bị như là dây, đầu đĩa, âm ly, loa. AudioQuest Niagara 1000 là một thiết bị giúp bạn tiến gần hơn đến với một nguồn điện sạch để cung cấp cho bộ dàn. Đây là một sản phẩm rất mới của AudioQuest, dù vừa mới chỉ ra mắt nhưng ngay lập tức nó đã thành công. Điều đó được thể hiện qua những bài đánh giá cao trên tạp chí Stereophile và tạp chí Digital Audio Review. Thậm chí một tay review phương Tây còn giật tít hóm hình cho bài review của mình là What the hell are you waiting for? Niagara 1000 là ổ cắm lọc điện cao cấp. Nó được nhà sản xuất AudioQuest làm ra với tiêu chuẩn hàng đầu trong ngành. Có thể nói về thiết kế bên ngoài và sự gia công cấu thành, nó là một trong những ổ cắm lọc điện rất đặc biệt. Ổ cắm này có hình trụ tròn, được mạ chrome sáng bóng vô cùng bắt mắt. Có thể nói Niagara 1000 là một trong những ổ cắm lọc điện cao cấp đẹp mắt nhất trên thị trường. Không những nó có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đem đến nguồn điện sạch hơn cho người chơi, mà còn như một món đồ trang trí cho bộ dàn đắt tiền nhà bạn. Được thiết kế bởi Gar Powell, Niagara 1000 cùng thể hiện triết lý thiết kế và công nghệ chủ đạo đã được cấp bằng sáng chế của người anh cả Niagara 7000, nhưng gói gọn trong một hình thức nhỏ hơn, gọn gàng hơn ở một mức giá hợp lý hơn rất nhiều. Giống như Niagara 7000, Niagara 1000 sử dụng dây lõi cứng có độ tự cảm cực thấp, tối ưu hóa cho độ nhiễu tín hiệu tối thiểu. Công nghệ tụ điện giúp cải thiện đáng kể độ tuyến tính cũng như giảm độ méo, và các tiếp xúc đầu vào đầu ra của chân cắm điện được làm có chiều kháng thấp, được mạ lớp bạc dày trên lõi đồng, beryllium tinh khiết cao, tất cả điều đó cho khả năng triệt tiêu tiếng ồn tốt hơn nữa. Một cách tương tự như các đàn anh cao cấp khác, ổ cắm lọc điện Niagara 1000 còn có những tính năng bảo vệ chống sét lan truyền, ngắt khi có điện áp, bảo đảm rằng hệ thống âm thanh hình ảnh của khách hàng được bảo vệ triệt để trước các xung đột điện áp. Niagara 1000 sử dụng hệ thống phân tán nhiễu ồn ra hệ thống tiếp địa và hệ thống phân tán nhiễu ồn tuyến tính rất hiệu quả. Và trong khi Niagara 7000 có tới 12 đầu cắm nguồn, dường như thích hợp hơn cho những hệ thống âm thanh hình ảnh lớn, thì phiên bản Niagara 1000 phù hợp cho hệ thống âm thanh AV gia đình với 6 đầu cắm hiệu suất cao, trong đó một đầu cắm thiết kế đặc biệt dành cho âm ly công suất lớn, 5 đầu cắm còn lại phù hợp cho mọi loại thiết bị âm thanh thông thường. Ngoài ra, công suất thực tối đa hiện tại trong Niagara 1000 đạt 15A, vậy là nó có thể đáp ứng được hầu hết các nhu cầu về công suất để sử dụng với các thiết bị âm thanh gia đình cao cấp. AudioQuest Niagara 1000 được thiết kế đặt trên sàn nhà hoặc trên giá, bên cạnh hoặc phía sau một hệ thống Hi-Fi. Có lẽ quan trọng nhất, giá $999, Niagara 1000 đem lại nhiều lợi ích về sự tối ưu hóa quản lý điện năng, cung cấp một nguồn điện sạch hơn cho những người yêu âm nhạc. AudioQuest, nhà sản xuất phụ kiện lừng danh của Mỹ, đã đem đến cho chúng ta sản phẩm ổ cắm lọc nhiễu cực kỳ tuyệt vời và hấp dẫn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo của Audio Hà Nội TV.